Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cảng Tân Cảng, Quế Võ và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2. Theo đó, khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2 được xây dựng với tiêu chí là khu công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, có quy mô sử dụng đất khoảng 277 ha, dự kiến thu hút 150.000 đến 170.000 lao động. Mục tiêu của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ là cụ thể hóa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở pháp lý để triển khai hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp theo quy hoạch. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ có diện tích khoảng 96.440 m², thuộc xã Triều Phong và Đức Long, nhằm phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh và đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics, bốc xếp, vận chuyển, xuất nhập hàng hóa. Khu công nghiệp Quế Võ 2 được định hướng là khu công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, ưu tiên các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và công nghiệp chế biến chế tạo. Khu công nghiệp Quế Võ 2 đi vào hoạt động không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, qua đó xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đến với Bắc Ninh.